Con gái Thúy Nga phải thốt lên một câu đau xé lòng sau khi chứng kiến mẹ liên tục bị hãm hại, chơi xấu. Thời gian qua, Thúy Nga liên tục chia sẻ về những bài đăng cho thấy tâm trạng nặng nề sau vụ ồn ào về nhà cửa tại Mỹ. Nữ danh hài cho biết mình bị người khác ủ mưu hãm hại từng chút một. Dù vậy, Thúy Nga vẫn khẳng định mình luôn suy nghĩ tích cực. Thế nhưng sáng ngày 31 tháng 3, Thúy Nga lại khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ phản ứng của con gái trước những sự việc không hay mình trải qua. Bé Nguyệt Cát cũng cảm thấy lo lắng cho mẹ vì 5 lần 7 lượt rơi vào tình cảnh éo le. Thúy Nga tự nhủ mình sẽ phải rút kinh nghiệm, bớt tin người và tỉnh táo hơn. Cụ thể, Thúy Nga viết, luôn vui tươi nhé con gái yêu của mẹ, ngoài kia là phong ba bão táp, bọn kền kền đang chầu trực rịa rói, xé nát tâm can, da thịt, tâm trí mẹ. Nhưng con gái của mẹ yên tâm nhé, mẹ luôn che chở và bên con trên mọi mặt trận. Cả thế giới yêu thương chúng ta, chỉ trừ những hạng người quá sân si, ganh tức và đố kỵ. Thương con gái cứ phải chứng kiến những cú vấp ngã của cuộc đời mẹ. Lâu lâu nó cứ phải thốt lên, mẹ ơi, sao mẹ cứ bị lừa hoài về mẹ. Mẹ xin lỗi con, từ nay mỗi sáng thức dậy, mẹ sẽ tăng uống thuốc liều tỉnh và giảm bớt thuốc liều tin. Câu nói của bé Nguyệt Cát không chỉ khiến Thúy Nga mặt đau lòng mà cộng đồng mạng cũng cảm thấy xót xa. Người hâm mộ liên tục gửi lời động viên đến hai mẹ con, mong nữ danh hài sẽ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn như cách cô vẫn làm từ trước đến nay. Trước đó, khi thông tin Thúy Nga bị cảnh sát Mỹ yêu cầu rời khỏi nhà ngay giữa đêm xuất hiện, nữ danh hài đã nhanh chóng lên tiếng. Chia sẻ trên live stream, cô cho biết mình không vi phạm pháp luật, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Vì xảy ra cãi cã với bên bán nhà nên cảnh sát đã có mặt để giải quyết, chứ hoàn toàn không như lời đồn thất thiệt. Ngoài Thúy Nga, tất cả những người có mặt đều bị yêu cầu rời đi vì gây mất trật tự. Hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Thúy Nga hoàn toàn đứng tên sở hữu căn nhà ở.